Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Vườn Nho B. Quý vị và các bạn thân mến, xin đừng quên nhấn nút đăng ký để theo dõi những tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị sẽ có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tin nghệ sĩ. Diễn viên Thanh Trúc từng chết nặng vì bị chửi bới tăng cân. Cách đây 2 năm, do lịch trình đóng phim dày đặc, sinh hoạt thiếu điều độ nên Thanh Trúc tăng cân mất kiểm soát, tăng 15kg khiến cơ thể tôi phát phì. Tôi tự tin ti không dám ra khỏi nhà vì mặc đồ cũng khó khăn. Nhiều khán giả dùng từ ngữ nặng lời, thậm chí chửi bới miệt thị khi thấy vóc dáng tôi tròn trịa vì tăng cân. Đồng nghiệp ai cũng mang chuyện cân nặng ra treo khiến tôi áp lực khủng khiếp, Thanh Trúc kể. Thanh Trúc cho biết cô hủy hết show diễn ca nhạc, không nhận lời mời đóng phim và không dám ra đường trong một thời gian dài vì vẻ ngoài phát tướng. Sau khi định thần, vấn đề và suy nghĩ kỹ, Thanh Trúc quyết tâm bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, đặt mục tiêu giảm cân. Cô nghiên cứu nhiều tài liệu, chọn phương pháp tăng cơ giảm mỡ bằng cách tập gym, yoga, ăn hạn chế tinh bột, tăng cường rau xanh. 6 tháng đầu cô giảm được 10kg sau tham gia một bộ phim truyền hình. Quá trình giảm cân của Thanh Trúc bị gián đoạn. Đến năm 2020 cô quyết tâm luyện tập trở lại và cân nặng hiện tại là 50kg. Trước đây tôi nặng 65kg nên rất tự ti. Cơ địa tôi dễ tăng cân nên bản thân phải sinh hoạt điều độ, tranh thủ tập thể dục lúc rảnh rỗi để giữ dáng. Tôi từ chối tất cả các lời mời dự tiệc của bạn bè. Hiện tôi tự tin mặc các thiết kế ôm sát vì cơ thể ngày càng săn chắc, thon gọn, cô chia sẻ. Thanh Trúc là diễn viên phim truyền hình được nhiều khán giả phía Nam yêu thích. Bộ phim Mẹ Ghẻ do cô đóng chính đang được phát sóng. Bên cạnh đó, Thanh Trúc còn tham gia phim Nhật Ký Nàng Xuân, dự án Chồng Người Ta do cô đóng cùng Gia Gia Trương Nhi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng là quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.